Hello các bạn. Hôm nay anh Thư và gia đình của Song Thư sẽ cùng nhau đi Vũng Tàu. Và nhân dịp này thì anh Thư nghĩ là anh Thư cũng sẽ quay một cái vlog lại để có thể chia sẻ với các bạn là gia đình mình thường đi Vũng Tàu thì sẽ làm gì ở đó, sẽ ăn gì, đi đâu, làm gì, vân 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 vân, để mà mọi người có thể cùng nhau cảm nhận được chuyến đi của mình. Ok, bây giờ thì anh Thư đã chuẩn bị xong rồi. Quần áo của anh Thư thì cũng chỉ để trong một cái túi như thế này là nó ok. Và chúng ta sẽ đi tất cả là 3 ngày 2 đêm. Trong đó anh Thư đem khoảng 5-6 bộ đồ mà đa số là đồ thể thao thôi, tại vì thật sự là các bạn biết là anh Thư cũng hay nói là anh Thư đang trong thời gian giảm cân đó mà, cho nên là cũng mang đồ theo để mà có thể tập luyện thể thao. Bây giờ thì mình cũng đã xong hết rồi, không biết là gia đình của mình đang làm gì ở dưới nhỉ? Chúng ta hãy cùng nhau đi xuống xem bạn Thiên Thư đang chuẩn bị tới đâu rồi nhé. Let's go. Ủa Thiên Thư nè các bạn, chuẩn bị đến đâu rồi? Có một mình Thiên Thư một cái vali nặng vậy hả? Đó. Cái vali này là có ai nữa? Ba con mẹ cái Thiên Thư chẳng. Ồ, hèn chi là to như thế. Anh Thư giỏi vậy không? Cũng nhớ mà có thể khiêng ra. Ok, giờ chị em mình cũng đã đủ rồi. Và đây là cái túi của anh Thư. Xong, không thể nào thiếu một cái bịch mũi. Tại vì anh Thư là rất là hay bị say xe. Anh Thư và Thiên Thư rất là say xe luôn. Đó, nên là đứa nào cũng phải thủ một cái. Các bạn thấy hôm nay Thiên Thư có cute không? Đi nghiền mỏng với coi. Rồi, quay lại, đi tới 2 ba. Giờ mình sẽ vào xem là ba mẹ của Song Thư đã chuẩn bị đến đâu rồi nhá. Ồ mẹ. Hello. Hôm nay là có mẹ của Song Thư đi nữa và có ba của Song Thư nữa, nhưng mà ba thì đang bận một chút cho nên là chưa có quay được. Yeah. Mẹ chuẩn bị xong rồi phải không? À, mẹ chuẩn bị xong. Yeah. Mình chuẩn bị đi thôi mẹ ơi. Bây giờ thì cái chuyến đi của nhà Song Thư thì Song Thư chọn đi tàu cánh ngầm. Cho nên là bây giờ mình sẽ bắt một cái chuyến Grab để mà họ chạy tới chỗ tàu cánh ngầm ở ngoài đường Nguyễn Tất Thành ở quận 4 á, để mà tàu cánh ngầm có thể chở mình đi Vũng Tàu được. Điểm đón là đường số 9 và điểm đến là số 5 Nguyễn Tất Thành, và chúng ta sẽ bắt Grab 7 chỗ. Ok, và đặt thôi. Để xem ai sẽ đón mình nhé. Hello mẹ. Chưa ai đón luôn. Đây là ba của mình. Hello đi ba. Và dài cho chuyến đi này thì thật sự anh Thư tối hôm qua anh Thư nằm ngủ, anh Thư cũng suy nghĩ là không biết phải chọn đôi giày nào. Đó. Thì màu đỏ đi. Màu đỏ thì Thiên Thư là mang đôi giày, Thư mang cần vợt rồi đúng không? Mang cần vợt màu đỏ. Nhưng mà chị ba là phải mang, không phải là mang gì vải được. Chị ba phải mang ok, đôi màu đỏ này đi. Đôi màu đỏ này nói chung là đi chơi cũng được, mà tập thể dục ở ngoài đó luôn cũng được. Dạ. Bây giờ mình đang trên Grab và chuẩn bị đi ra tàu cánh ngầm. Và hôm nay các bạn đã thấy một cái thói quen mới của anh Thư khi mà đi xe taxi là sẽ mang bịt mũi, và bởi vì mình không có quen với cái mùi taxi đó. Các bạn nào giống mình thì comment nha. Okay. And I'm gonna get down. I love you, and I'm gonna get down. I love you, and I'm gonna get down. I love you, girl. I wanna get down. And I'm gonna get down. And I'm gonna get down. And I'm gonna get down. Girl, I wanna get down. Pull up. Like a
Bạn ơi, đây là cái vé đi cánh ngầm của mình nè, bao gồm tất cả của mình là có 4 vé nhé. Anh Thư cũng chia sẻ với các bạn về cái cách mà mình đi tàu cánh ngầm như thế nào ha. Và đến giờ thì anh Thư cũng hay đi Vũng Tàu bằng xe Hoa Mai. Đối với xe Hoa Mai thì đi khoảng 100 mấy một vé, anh Thư cũng không nhớ nữa, khoảng là 140 một vé. Nhưng mà hôm nay thì vì có ba mình cho nên là mình muốn đi bằng tàu cánh ngầm để cho nó nhanh hơn một chút và nó sẽ đúng giờ hơn. Tất nhiên là đi trên nước thì nó sẽ không bao giờ bị kẹt xe cả. Các bạn có thể đặt tàu cánh ngầm Green Line, mình sẽ đến ngay quận 4, số 5 đường Nguyễn Tất Thành để mà có thể đặt vé và đi Vũng Tàu. Cái vé ngày hôm nay của anh Thư là anh Thư sẽ đi vào lúc 11:30, bao gồm 4 vé, như là ba của anh Thư từ 63-64 tuổi trở lên á thì giá vé chỉ còn là 175.000, còn giá người lớn bình thường hàng ngày là 250. Và giá cho bạn Thiên Thư từ 5 cho đến 11-12 tuổi á thì có giá vé là 120.000 thôi. Cho nên là bạn ấy nhỏ nhưng là rất là đỡ luôn các bạn. Các bạn ơi, bây giờ cuối cùng mình cũng đã tới với Vũng Tàu rồi. Khi check-in khách sạn thì mình sẽ đi ăn. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đi đến nhà hàng Đình Hậu một để ăn nhé. Xong rồi và bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến về khách sạn của mình. Các bạn hãy cùng nhau đi cùng với tụi mình nha. Let's go. Let's go. Là phòng của Song Thơ, phòng 903. Và gia đình của mình đã lên trước rồi. Bây giờ mình mới vào. Hello ba mẹ. Hello Thư.
Bình thường hồi đó thì kênh của Song Thư thường hay đi ở Lan Rừng, nhưng mà hôm nay là mình sẽ đi một khách sạn 3 sao có tên là Carving Hotel. Thì khách sạn này mặc dù 3 sao nhưng mà các bạn biết đó, rất là sạch sẽ. Nhiều bạn hỏi anh Thư là có một khách sạn nào á mà ở ngay cái bãi sau, đối diện bãi biển luôn, có ok thì hãy giới thiệu cho em. Thì đây, một khách sạn 3 sao tên là Carving Hotel, đối diện bãi biển rất là đẹp nha các bạn. Nhìn thẳng ra biển đó, đại dương xa hun hút, đẹp không Minh Thư? Quá đẹp luôn mọi người. Vâng, và các bạn thấy đó, cái điều quan trọng nhất là nó phải sạch sẽ. Thì anh Thư thấy căn phòng này rất là sạch sẽ và thoải mái, và ngay cả cái việc mà nghệ thuật trang trí này nọ thì họ cũng rất là chú trọng. Ví dụ như cái tường này thì họ sẽ dán một loại giấy dán tường để mà tạo nên một cái vẻ ấm cúng cho căn phòng ha, có tranh, có ảnh và đèn ngủ. Và giường thì ra đệm cũng rất là sạch sẽ, máy lạnh, TV và ghế, bàn, bàn make up vân vân. Cửa sổ màn trắng nhìn cũng rất là thẩm mỹ. Bây giờ mình sẽ vào bên trong toilet. Ô, toilet sạch quá. Điều quan trọng là mình cần đó chính là nó phải sạch sẽ, và ở khách sạn nhỏ này thì đáp ứng mọi cái điều đó. Phòng tắm đứng nha các bạn. Vâng. Đầy đủ khăn tắm và có cả máy sấy tóc nữa nè, rất là tiện lợi. Đây là cái phòng 3 người, nhưng mà vì Thiên Thư còn nhỏ cho nên là không tính 4 người, vẫn để cho 3 người ở chung với nhau được. Sẽ là trong cái mùa hè sẽ là 900.000 một phòng, trong đó là có phiếu ăn sáng luôn. Và đây là một cái tủ nhìn cũng rất là sạch sẽ. Các bạn biết không, thật ra hồi đó giờ anh Thư đi nhiều khách sạn á, anh Thư sợ nhất là tủ. Tại vì cái tủ của họ làm nó nhiều khi những cái chỗ này, ví dụ như là ở khách sạn Carving họ có dán lại nhìn nó thẩm mỹ, nhìn nó sạch sẽ, nó không có ghê. Chứ có nhiều khách sạn người ta để nguyên cái miếng gỗ này vô luôn, thì thật sự là mở ra nó có cái mùi mốc bay ra, thật sự là rất là khó chịu. Và ở đây là mình có thể thấy là có một cái két sắt để tiền nè, và một cái bình đun sôi, đun nước để mà ví dụ muốn ăn mì gói thì cũng có thể nấu ha. Và một cái rổ quần áo, đựng đồ áo dơ của mình, và đây là dép. Rất là đầy đủ. Ok. Và chìa khóa sẽ là chìa khóa từ, các bạn có thể mở bằng cái thẻ từ này. Chị đây Thiên Thư tắm biển không? Dạ tắm. Mấy giờ tắm? 3 giờ. Ok. Và Song Thư nghĩ là bây giờ tụi mình cũng phải đi nghỉ ngơi, ngủ một chút đúng không Thiên Thư? Dạ. Không rồi, lát nữa mình sẽ có thời gian đi dạo biển, và tụi mình sẽ quay tiếp vlog tiếp theo cho các bạn xem. Ok. Hello các bạn, tụi mình lại gặp nhau rồi. Bây giờ đã là khoảng 5-6 giờ chiều của ngày đầu tiên tại Vũng Tàu gia đình Song Ngư. Và sorry các bạn, từ vì hồi nãy đến giờ khi mà mình ngủ dậy xong á, thì cái camera của mình bỗng nhiên hết pin và mình phải đi sạc pin ngay lập tức. Và trong thời gian đó mình đã đi ra ngoài tắm biển cùng với gia đình, cho nên là cũng không có quay được cái cảnh biển ở ngoài. Đáng tiếc quá, có gì ngày mai mình sẽ làm vlog ngày thứ hai thì mình sẽ quay lại cái cảnh biển cho các bạn cùng xem nhé. Và bây giờ thì mình vừa mới tắm rửa xong, bạn Thiên Thư thì vẫn còn đang tắm trong phòng tắm á, lát nữa bạn ấy mới ra, và sau đó gia đình mình sẽ cùng nhau đi ăn ốc. Thói quen của gia đình mình là sẽ đi đến thăm một quán có tên là Ốc Nóc. Ốc Nóc nha các bạn, vừa nhắc tới là thấy thèm quá. Anh Thư rất là mong chờ, nhưng mà bây giờ ngồi ở đây thì cũng phí phạm quá, cho nên anh Thư nghĩ là chắc trong lúc thời gian mà đợi Thiên Thư thì anh Thư sẽ đi vòng vòng ở đây xuống xem có món gì ngon ngon thì mình ăn vặt một chút. Các bạn đi cùng anh Thư nha. Tình cờ là bạn Thiên Thư của chúng ta cũng vừa tắm xong, và bạn ấy không cho anh Thư đi trước. Bạn ấy nói là đợi em một chút hay đồ đi chung. Ok, hai chị em mình sẽ đi kiếm cái gì ăn vặt chơi. Ủa sao cái gương này nhìn mình mập quá vậy? Mình sẽ xuống số 1. Ta-ta. Hey nè, bên đây là Thiên Thư. Wow. Không biết cái món ăn đó nó ngon không nữa. Ra rồi. À, rất là tiện vì
Ở đây vừa xuống một cái là mình sẽ thấy có một cái chỗ ăn uống liền, các bạn thấy không? Đó, sạp này đây là một cái sạp bánh tráng nướng. Được đó. Hai bạn này dễ thương dễ sợ luôn. Hôm nay tới chụp hình với Song Thư rồi đúng không? Dạ.
Chúc hai bạn ngày càng vui vẻ và học giỏi nha. Giáo sư Thông Thư Kino nha. Dạ. Ok, bye bye, bye bye mọi người đi. Bye. Sao Thư Trang Dương. Sao Thư Dương. Sao Thư Lớp Dương. Rồi, bye. Hello các bạn, đây là sáng ngày thứ hai tại Vũng Tàu của gia đình Song Thư. Và bây giờ thì thực sự là cũng hơi xấu hổ vì anh Thư là người dậy trễ nhất nhà. Bây giờ cũng khoảng 6:30 rồi và gia đình của anh Thư đã xuống tắm biển trước. Và bây giờ mình mới dậy luôn, cho nên là mình cũng sẽ ra ngoài biển để kiếm gia đình của mình như thế nào. Và sau đó sẽ quay cảnh biển lại cho mọi người cùng xem. Mọi người hãy cùng đi cùng với anh Thư nha. Let's go. Hey boy, I don't wanna go too fast. No. Cause nothing really lasts. Yeah. I think I need some time. But I can't get you off my mind. No, 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 no. 모든 남자들이 날 매일 check out 대부분이 날 가질 수 있다 착각되지만 이거 원치 않아 맘을 원해 난넌 심장을 돌려내버려봐 아주 씩씩하게 말을 걸어 넌 저기 시시한 여자와는 달리 틱틱거려 칙칙하던 분위기에 한 줄기 배 쏘는 정도가 지나지만 제 사춘 shit 이제라도 놔두지 마요 너도 나처럼 날 잊을 수가 없다면 널 향하니 My inner fire 내 심장이 빠르게 뛰잖아 점점 더 빨리 들리잖아 And I'm gonna get down I love you And I'm gonna get down I love you And I'm gonna get down I love you Girl, I wanna get down And I'm gonna get down And I'm gonna get down And I'm gonna get down Girl, I wanna get down 언제나 난 스타일링 너도 아직 난 네 앞에서 달린 뜨거워지잖아 like a desert island 널 알아 갈수록 울려대는 마음속 그만 내 배 너무 와라 내게 boy 이젠 checkmate 때문에 내가 win 난 널 택해 안아줘도 세게 눈 감면 바로 체크하기 전에 네가 잠들 없는 게임 너는 오락가락하고 멜로디가 다른 엘터와 소프라노 어차피 우리는 끊어질 거야 딱 잘라 말하게 타락해 버린 꿈의 엘더라도 훔치는 너의 눈빛이 입술은 바짝 마르지 오랜만에 느껴보는 이런 떨림 이러지도 저러지도 못한 난 이 밤이 다가기 전에 난 널 내 품 안에 원해 Real love I think I wanna just call me 고민 하지 마 hey. And I'm gonna get down This beat got me feeling like